các bạn đã đến với chương trình hướng dẫn cắm hoa ngày hôm nay. Mình sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn một cái mẫu hoa văn. Và mẫu hoa văn này cũng là một cái mẫu hoa văn cũng cơ bản thôi, nhưng mà nó rất là đẹp ha. Khi mà mình cắm trong áp dụng trong cắm hoa nhà thờ, nhà chùa cũng đều được luôn. Mẫu này á, các cái mẫu trước đó là mình đã làm cho hướng dẫn cho các bạn là cái mẫu hoa văn đơn giản rồi. Thì hôm nay á, cái mẫu này á là hoa văn to và nó sẽ đi theo cái đường sóng uốn lượn, nó đi từ dưới này này, nó uốn lên đây, nó lượn xuống đây, rồi nó sẽ uốn lên trên đây, hả, uốn lên trên đây ha, và nó tạo thành một cái sóng ở trên này. Thì hiện tại thì hôm nay ở đây là mình có hoa cúc màu vàng, toàn là hoa cúc màu vàng thôi các bạn. Thì cái này khi mà các bạn mà cắm nhiều trong nhà thờ, nhà chùa thì để mà cắm cho nó dễ thì chúng ta có một cái ước là mình ngồi để mình phải bỏ hết các lá lại luôn là các bạn, nó chỉ là cây không thôi. Hôm nay hoa này thì mình cũng mới lấy về shop thôi, cho nên là mình cũng chưa có làm gì hết á, mình mới có lột cái lưới ra thôi à. Và bây giờ là mình sẽ làm tới đâu thì mình sẽ tuốt lá tới đấy, nó hơi đau thay một tí xíu nhưng mà không sao hết ha. Thì mình sẽ hình dung á là cái sóng của mình á, mình muốn nó to hay là nó nhỏ thì mình sẽ cắm cái cây đầu tiên vô để mình định hình trước ha. Đây, mình sẽ cho nó đi, cái sóng nó sẽ cuộn theo như thế này. Hôm nay mình sẽ làm cho nó, cái sóng đây là cái chỗ sâu nhất. Mình sẽ làm cho nó sâu, nó cao lên đây ha, rồi nó uốn ở đây, nó đi xuống. Mình sẽ làm một số những cái cây để mà mình định hình cho cái sóng của mình trước nha. Xong sau đó là mình sẽ tạo thành viền sóng. Cắm những cái mẫu như thế này mà muốn cắm đẹp đó các bạn, mình sẽ cho nó uốn lượn đi đi theo hướng của hoa luôn nhé. Mình đang cắm những cái cây để mình định hình nó trước các bạn, định hình coi cái sóng của mình. Sau khi mà mình định hình xong đó các bạn, mình sẽ kiểm tra lại coi cái sóng của mình nó có ok chưa. Nếu nó ok rồi thì mình mới cắm tiếp, còn nó chưa ok thì mình phải chỉ cần cái cây để hình cái ngay. Cắm vào định hình trước đi nha, mình chưa cần cắm đều ở chỗ này đâu, rồi xong sau đó là mình sẽ tính tiếp. Cắm những cái kiểu này là mình phải tính rất là dữ nha các bạn, không phải là tự nhiên mình nhảy vô mình cắm là nó ra đâu, mà mình phải tính. Hiện tại ở đây là mình đang dùng 2, 3, 4, 5, 6 cục sộp lận cho một cái mẫu như thế này. Sau khi mình định hình nó ra như thế này xong thì bắt đầu là mình sẽ chỉnh lại ha. Mình bắt đầu là mình sẽ đi hoa vào những cái khu vực mà mình đã định hình rồi để mình lại tiếp tục mình cho nó ra cái đường nét của mình làm. Mấy cái bông hoa nhỏ này á, mình đừng có vắt đi nha các bạn, mình cứ để nguyên nó ở một cái góc nào đó, tại vì trong cái hoa văn này á, có khi mình sẽ cần nó.
cái bông này nó hơi nhỏ nên là tạm thời mình chưa có dùng cái bông này, mình sẽ cho nó vào một cái vị trí khác. Cắm những cái thể loại này thì nó sẽ rất là tốn hoa của mình luôn đó các bạn. Mình phải tính toán hoa cho nó đủ. Như chi phí cắm một cái tác phẩm như này nó rất là cao tiền. Hôm nay thì ở đây là mình dùng 10 bó, nếu như mà vào mùa cao điểm thì chỗ này đã là hết khoảng 500.000 đồng cho một cái. Cái diện tích nó chỉ là 1m2 thôi. Đây chưa kể lá nha các bạn. Đang phải chỉnh lại cái chỗ này một chút xíu. Nó càng mịn nó càng đẹp đó các bạn ơi. Mình sẽ đi đây ha, mình hướng lên đây, hướng lên đây. Chỗ này á thì mình có thể là mình làm cho nó hơi hướng về phía người nhìn một chút xíu. Rồi mình sẽ đi cho cái hướng bên trên này nó dày lên. Chỗ này mình cũng nó thẳng lên. Sau khi thẳng lên là mình lại cho nó để trong dưới này. Chỗ này là vẫn còn thở các bạn thấy không? Mình phải đi cho nó dài rồi. Trên chỗ này nó còn thả. Khi mà mình đã tạo ra một cái nét, chỗ này nó ổn rồi ha. Và mình lại tiếp tục mình làm một cái đường. Ở đây các bạn sẽ có nhiều cách để mình cắm. Nếu như mình mà có nhiều hoa thì cái hoa văn của mình sẽ đi từ đây này, dày xuống mỏng dần. Thì tức là mình đang đi rồi, nếu mà làm dày lên đó thì nó sẽ khoảng là ba đường nét của hoa đó, mỏng dần rồi nguyên cái khu sóng ở trong này này là nó cũng phải là dày ha đó, nó mới đi trong đây. Còn ở đây hôm nay mình chỉ có 10 bó thôi cho nên có khả năng là mình mà làm dày quá nó sẽ không đủ. Thì ở đây là mình sẽ làm thêm một cái đường nét thứ hai, trong quá trình đó mình sẽ bó cái đường nét lại luôn cho nó nhỏ lại thôi, tức là nó sẽ dùng là cái đường gọi là nó sẽ tiết kiệm hoa cho mình ha. Mình sẽ làm cái đường nét thứ hai cho nó sát vô đây. Thì khi mà mình dùng cái nét như thế này thì những cái bàn thờ mà vừa nhỏ là cũng ổn rồi ha. À, chỗ này thì có thể là mình sẽ làm cho cái sóng nó to hơn chút xíu. Mình cứ đi cho nó phục vụ cái khung sơ bộ đã, rồi xong sau đó mình lại chỉnh nha các bạn. Đừng có bao giờ cố gắng cắm hoàn hảo một cái chỗ nào hết á, bởi vì cái này mình mà cứ cắm hoàn hảo thì chắc chắn là đến hồi nữa nó sẽ rất là khó để mà nó đẹp được. Cho nên là mình cứ phải chỉnh liên tục với các bạn. Thank you.
Này cái mẫu này đấy cũng là một cái mẫu để cho các bạn tham khảo trong quá trình mình cắm hoa ha. Bởi vì mình cắm hoa thì những cái như thế này mình nhìn người khác cắm thì sẽ thấy nó rất là đẹp, nhưng mà mình vẫn chưa hiểu được cách đọc sốt như thế nào, rồi cái cách mà mình điều chỉnh trong quá trình mình cắm nó ra sao ha. Thì đây hôm nay sau cái video này xong thì mình tin chắc là các bạn sẽ hình dung được hết. Cắm thì thực ra cái này nó cũng dễ cắm, nhưng mà để mà nó mịn á, cái đường nét của nó mịn á thì nó rất là khó các bạn. Trong quá trình nếu như mình mà mới cắm á, thì mình sẽ phải đo nha các bạn. Còn mình cắm quen rồi á, mình nhìn mình tắt đã là trúng luôn, thì mình sẽ tập như thế vậy, mình nhìn mình sau đó mình cắt là nó đều trong hoa của mình luôn ha. Ở cái góc chỗ này này là mình đang bóp nó lại này, nghĩa là cái chỗ này ấy, mình sẽ đi từ từ cho nó đi vô gom mà thành còn một đường nét thôi, chứ mình không cần đi hai đường nét nữa. Để làm được cái điều đấy á, cái chỗ mình bóp mình phải dùng một cái bông hoa thật là nhỏ, để cái nét của nó càng ngày nó từ to nó nhỏ rồi nó mới mịn lại được. Đó là cái lý do mà ban đầu á mình có nói với các bạn đó là các bông hoa này mình đừng có bỏ đi, kiểu là cây này ngắn quá, cây này phải tạm ổn này, thấy không? Thì là cái đường nét của mình á là từ to này nó đi nhỏ dần, là nó gom mà thành một, rồi bắt đầu tới đây nó lại phồng ra ha. Rồi mình đi cho nó nhỏ lại, nó gom đây, xong rồi từ đây lại phồng ra đây ha. Cái này nó gom thành, các bạn mà thích á thì mình sẽ cho nó xoáy vô, cho chỗ này nó xoáy vô đây. Chỗ này á, nếu mà muốn xoáy vô á thì mình không có để nó đi nhẹ nhàng, nếu mà chỗ này nó phải quay lại vậy. Mình cho nó quay lại luôn đi ha, cho nó hay ha. Giờ biết bị gì ho quá. Chỗ này này, đây là đi vậy thì mình sẽ làm đi cho nét nhỏ ở đây. Chỗ này nó dày lại, rồi nó lại nhỏ lại, đúng theo cái này luôn ha. Chỗ này nó hơi thẳng đúng không? Bông nó hơi thẳng này đó. Càng đi xuống dưới này thì mình sẽ chọn một cái bông nhỏ ha, để mình đưa nó vào cái nét của nó. Mình cần tạo cái đường sóng ở bên ngoài, độ dày của sóng
sau khi mà mình tăng xong một cái khung như thế này nè các bạn, bây giờ mình sẽ sử dụng cái đây được gọi là trúc đỏ, có người gọi đây là trúc nâu. Đó, nhưng mà mình đi ra ngoài chợ mình mua thì đây là trúc đỏ nha các bạn. Mình sử dụng cái cây trúc đỏ này, mình đưa vào trong cái lõi ở bên trong rồi nè các bạn. Đó, mình làm cái lõi cho nó ha. Cái lõi này á, mục đích á, mình chọn cái màu tối là để nó làm nổi bật cái bình hoa màu, nói chung là làm nổi bật cái tác phẩm của mình lên. Đó. Rồi còn lại thì các bạn có thể là sẽ đi thêm lá dừa xung quanh, hoặc là các bạn sẽ đi nếu mà sang hơn á thì mình sẽ sử dụng cái lá gọi là lá gì ta, lá dương xỉ tháp nha các bạn, hoặc là mình sẽ dùng kim thủy tùng, hoặc là mình dùng luôn lá nguyệt quế cũng đều ok luôn nha các bạn ơi. Ở đây á, phía đằng sau này á, để mình làm nổi bật cái khối này lên thì mình dùng cái lá dừa nè các bạn. Đó. Mình sẽ đi lá dừa một lớp dày, thật là dày, xong sau đó mình sẽ dùng kéo mình sẽ cắt nha các bạn ha. Cho các bạn thôi. Còn lại chị em và các bạn là từng dùng đá để mà mình làm. Rồi cơ bản là mình sẽ làm tới đây nha. Xong rồi sau đó là mình sẽ dùng kéo mình cắt. Mình phải làm lá dừa dày hơn nó mới đẹp nha các bạn. Đó, mình sẽ cắt mình chừa ra cách mặt bông này khoảng 10 cm. Rồi, lá thì ở đây là mình sẽ đi lá vào thôi ha. Và ở đây là mình sẽ làm lá dừa. Các bạn có thể làm lá dừa dày hơn này ít nhất là một tầng nữa. Ít nhất đó nha, là một tầng nữa. Tầng lá dừa nữa thì là cái lá dừa của mình nó sẽ làm nổi bật cái khối này của mình lên rất là đẹp luôn đó các bạn. Đó, và mình đang đi ở đây là một cái ngọn, giống như là một ngọn sóng. Ở dưới này là hoa văn ha. Tất nhiên này cũng là hoa văn luôn rồi. Đó, và các mặt bông nó đều chạy theo một cái hướng của cái ngọn sóng, nó sẽ đánh dạt vào trong giống như là sóng cuộn rồi đó các bạn. Đó, và ở đây là mình sử dụng hết tổng cộng chỗ này là đúng 100 bông hoa cúc lưới, là 10 bó hoa cúc lưới đó các bạn. Đó, rồi ở trong giữa này thì mình tạo thành một cái mảng tối, là mình sử dụng là trúc bách hợp đỏ. Rồi phía dưới này thì các bạn có lá gì thì các bạn sử dụng cái lá đó nha. Và chỗ này là mình sử dụng hết 6 cục xốp đó các bạn. Trong quá trình cắm thì anh chị em và các bạn mà có những cái gì mà chưa rõ thì vui lòng comment nhé. Cái này nó cao á là khoảng nó đây thì chắc khoảng có 70 cm á, phần dài á là 1m2. Đó, đúng một cái bàn này luôn á. Chỗ này nó ra khoảng 10 cm, phải là 1m3 đấy. Đó, cho một cái tác phẩm như thế này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn nha.